là đây là cái tường rào mà bằng ốp bằng toàn bộ là bằng iPhone nha các bạn. Tất cả là đều bằng bằng điện thoại iPhone. Ơi, xin kính chào các bạn. Hôm nay thì mình đang có mặt tại ấp Hòa Tịnh B, xã Hòa Tịnh, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long các bạn. Mình đi ngang qua đây thì mình vô tình bắt gặp được cái tường rào nó khá đặc biệt các bạn. Cho nên là mình mới đứng lại đây để mình quay và giới thiệu đến mọi người cho mọi người coi. Là đây là cái tường rào mà bằng ốp bằng toàn bộ là bằng iPhone nha các bạn. Tất cả là đều bằng điện thoại iPhone. Từ mặt nguyên mặt tiền, toàn bộ mặt tiền luôn, nó là toàn bằng ốp bằng iPhone hết các bạn. Này. Đó. iPhone 6, iPhone 6 lớp, iPhone 7. Tất cả là đều là bằng mình đi ngang qua mình thấy nó khá đặc biệt cho nên là mình đứng lại để mình quay cho giới thiệu đến mọi người về cái tường rào độc đáo này các bạn. Tường rào triệu đô. Nó có đủ loại nhưng mà tất cả đều là iPhone cả, chứ nó không có cái loại điện thoại khác nha các bạn. Chắc là chủ sở hữu của cái tường rào này là chắc là mê iPhone lắm này, hoặc là một tín đồ của iPhone đó. Toàn bộ mặt tiền luôn các bạn. Đây là hai cái trụ cổng này đó. Hai trụ cổng này mình thấy cũng ốp bốn bên đều là iPhone cả các bạn. Đây này, từ đây xuống này. Cái này là chắc là một tín đồ mà cuồng iPhone đấy các bạn. Toàn bộ đây đều là, mình thấy là toàn iPhone 6, iPhone 7. Tất cả xung quanh cái trụ này đều là bằng iPhone nhé các bạn. Bên này nữa này. Và là nguyên cái hai cái trụ này thì là nó đã bằng ốp bốn bên xung quanh luôn. Không hiểu lý do lại có một cái suy nghĩ táo bạo thế này. Này. Toàn bộ cái bức tường mặt bên này nhé bạn, rồi sang bên mặt bên này nữa này. À, nó cũng đều là vỏ của iPhone luôn các bạn. Mình sẽ quay hết tất cả cho mọi người coi. Trong ngoài chỗ nào cũng có. Theo như mình thấy thì nó là đa phần 90% là nó là của iPhone 6, iPhone 6 lớp, iPhone 7, iPhone SX. Hình như là mấy cái đời mới là chưa có, nhưng mà như toàn bộ là có các cái dòng iPhone ở đây. Cái này là chắc là theo như mình suy đoán thì chắc có lẽ là ông chủ của căn nhà này chắc là chuyên về làm về điện thoại. Chuyên làm về điện thoại hoặc là một người thợ sửa chữa điện thoại các bạn. Cho nên là trải qua thời gian lâu dài rồi bắt đầu là mới gom được cái lượng lớn các cái vỏ iPhone. Này chắc chắn là vỏ thôi nha các bạn. Bởi vì chả ai mà đi mua điện thoại mới mà về đây mà gắn hết. Nguyên cái dọc cái bức tường này các bạn đều là vỏ iPhone. Mình thấy ốp khá đều các bạn. Này, nguyên cái trụ này là theo như mình nghĩ đây là iPhone màu đen này là iPhone 7 á. Dọc cái bức tường này. Mình sẽ quay hết tất cả cho mọi người coi. Nguyên cái tường rào này. À, có cả iPhone 5 này các bạn.
iPhone 5, iPhone 6, iPhone 7, iPhone 7 Plus. Rồi đây là iPhone 7 này các bạn. Đó, mình tìm xem có cái iPhone 4 nào. iPhone 4, iPhone 3 xem có không. Đây có cả iPad này các bạn. Nói chung là đây là chắc là một tín đồ của quả táo khuyết. Cuồng đó. Gọi là cuồng iPhone. Cho nên là mua toàn bộ iPhone về đây để ốp vào tường rào. Mà có nghĩa là vừa là cuồng iPhone mà trong khi đó lại cần vừa cả là một thợ sửa chữa điện thoại nữa các bạn. Theo như mình biết thì cái chỗ này nó lượng lớn iPhone này là vỏ do tích cóp lâu vào năm của một ông thợ sửa chữa iPhone. Rồi sau khi mà không làm nữa hoặc là cũng khả năng là dọn dẹp cửa hàng cửa tiệm gom lại bắt đầu là mới mang về đây. Không có làm được cái việc gì thì nghĩ ra được cái ý tưởng là mang ốp vào tường rào. Đó. Nhìn khá là đẹp các bạn. Theo như cái chỗ này thì mình biết được đến nó nằm tầm khoảng độ 2.000 cái vỏ. 2.000 vỏ iPhone. Cái tường rào này mình theo như mình thấy thì nó nằm khoảng độ 20 mét vuông các bạn. Chiều cao của nó khoảng 1m2. Xây bằng gạch. Ốp thường là vỏ iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 6, iPhone 6S, iPhone 7. Rồi iPhone 8. Cái tường rào này mới xây cách đây cũng không lâu các bạn. Chưa lâu cho lắm. Yeah. Khá là độc đáo các bạn. Để mình quay tổng thể này. À, hai cái trụ này. Có nghĩa là mình theo như mình biết thì gia đình này hoặc là người đàn ông để mà làm cái tường rào này đang có ý định làm về làm thêm cho ngôi nhà nữa các bạn. Thì chắc lúc đấy là nó sẽ lung linh lắm. Để mình vào trong để mình hỏi thăm cô chủ nhà một xíu ha. Xem cái ý tưởng này của ai và người nào làm ra và cơ duyên như thế nào thì làm ra được bức tường như thế này. Dạ con trên thành phố giống đây có một cái mô hình của cái nhà đẹp trên này. Ủa cái này mô hình này làm để làm gì đây cô? À có nghĩa là thợ mộc. Mô hình của cái nhà nhìn đẹp đó ta. Nhà vườn giống cái nhà cô đang ở đây đúng không? Này. Đúng rồi, xung quanh là hàng rào này, còn đây là cổng vào này. Ngôi nhà mini á. À, vậy là ngày xưa là nó có đèn nó thử ở trong luôn, bật lên là sáng đúng không cô? Có chú ở nhà chú gắn cũng. Dạ dạ. Chú ở nhà mới gắn được. Là cái tường rào này là chú là người làm à cô? Chú là chồng của cô đấy hả? Không phải, anh. Anh của cô. À, chú dạ. Cái tường rào này làm lâu chưa cô? Rào này hả? Rào này làm hồi tháng 2 á. Tháng 2. Tháng 2 năm nay là tháng 9 rồi. À, mới mấy tháng này à? À, mấy tháng này. Cô có biết là cái lượng vỏ iPhone này ở đâu mà chú sưu tầm nhiều vậy không? Cái này của thằng cháu. Dạ. Nó làm điện thoại trên trển á. À. Nó làm điện thoại trển rồi nó mua rồi nó thâu mua nữa. Mua mấy cái vỏ này nè. Dạ. Nếu mà sửa điện thoại cho người ta rồi mình lấy những cái vỏ lúc mà người ta thay thế đúng không? À. Dồn lại tích cóp lại nó lâu năm. À. Dạ, mua thêm nữa. Dạ, mua thêm. À, chứ đâu có nhiều vậy. Là cái lúc mà mua thêm là mua nhiều không cô?
cô không biết nữa, chởn rồi đưa chợ về đây 2-3 ngàn vỏ, nhiêu 2 ngàn, 2 mấy vỏ vậy đó. Dạ. Rồi cô ấy vô, cô kêu thợ làm, cô không biết. Dạ. Rồi là cái tự anh suy nghĩ là cái ý tưởng mà anh làm này hay là... Tự thằng cháu. À. Thằng cháu nó gửi vậy kêu làm, mới lần đầu cô tính làm không không à, sao nó thôi làm đi. Cái sao thôi thôi ở dưới sông mấy sông mà làm chi. Dạ. Thấy không? Rồi uổng. Rồi sao nó hỏi của con kêu làm gì cứ làm đi rồi sao nó kêu làm đó. Làm này thì mất nhiều công không cô? Thợ làm á, thợ làm cả tháng hay gì ạ? Cả tháng. Cả tháng mới ốp xong hết làm của iPhone đó. Để lúc mà mình làm xong thì có ai nói gì không cô? Không. Cái sao sao, cái sao rồi sao thằng cháu ở chảnh nó chụp cho nó câu á. Dạ. Chụp cho nó câu rồi cái sao. Rồi sao ở đâu không biết ai thấy rồi chạy xuống đây Đồng Tháp, Tiền Giang, đổ đâu không biết nữa. Nhiều người tới lắm đúng không? À, Phú Quốc, đổ đảo Phú Quốc. Cái chú kìa, cái em kìa nói ở ngoài kia, ở ngoài Phú Quốc chú thấy cái nhà mà cẩn bằng tivi. Tivi luôn. À cái đấy con biết. Dạ. À chú nói. Gọi là cái tường rào bằng tivi. À tường rào tivi chú nói đó. Vậy là của người cháu làm. À người cháu. Dạ. Người cháu là sửa điện thoại hả cô? À cháu nó bán linh kiện, bán điện thoại rồi. Dạ, dạ dạ dạ. Là chắc nhiều người tới cũng vui hả cô nha? À đông người tới lắm. Ngày dạ. Đó bên Bến Tre rồi khi trình phố xuống rồi bên Cần Thơ rồi nữa đâu không biết nữa. Dạ dạ. Thấy là dây giống anh đó là tín đồ của iPhone đó. À. Mê iPhone. Vừa là mê iPhone vừa phải, là... Phải, hồi đó cái nền nhà này cao hơn ngoài đường. Dạ. Hồi năm mà chín mấy nhà nền nhà này cao ngoài đúng đường. Đúng rồi, giờ đường đôn lên. Cạp đất lên rồi ấy, chứ hàng rào này mà cao hơn ngoài mặt đường đó, hàng rào này đẹp lắm. Dạ, dạ đúng rồi. Nó mà cao hơn đường là đẹp lắm. Ờ, cao hơn đường là đẹp lắm, tại giờ thấp. Sao rồi. Mình không đôn cái chỗ đó kia lên, xong rồi từ chỗ lưới bên 10 mình ốp điện thoại lên là nhìn nó đẹp hơn. Mười, dạ. Ốp lên, như làm ở trên quá, còn nó bích rồi sao, dạ, dạ, bích ở trên. Như để cho nó sáng vậy đó. Dạ dạ dạ. Vậy là làm này là gia đình có ai nói gì không cô? Không. Không có ai nói. Ai cũng thích đúng không? Dạ. Nhiều cái chị sớm đi ngang chứ nói chứ rồi chồng ơi chứ đi tới đây chứ rồi chồng ơi mày ốp cái gạch ngộ quá vậy. Chứ rồi chồng ơi điện thoại chứ ốp gạch thì đâu cái tao chỉ lợi chứ thấy chứ rồi chồng cái này điện thoại mà dạ. Đi xa tưởng ốp gạch được không. Đây là nó là vỏ điện thoại chứ nó không phải là cái điện thoại nguyên. À, cái vỏ. Yeah. Nhiều người không biết họ bảo là ốp nguyên cái điện thoại. À, yeah. Nhiều khi mấy chú đi với ghe, mấy chú nhìn lên trời ơi, cái nhà đó cẩn trọng là điện thoại. Rồi, cảm ơn cô. Dạ dạ. Đây các bạn, đây là hình ảnh nha. Các bạn thấy là bên trong của cái hàng rào này. Có nghĩa là bộ hai cái trụ này là bốn bên là đều xung quanh. À, do một người cháu của gia đình này là làm về sửa chữa iPhone điện thoại đó các bạn thì mới nghĩ ra cái ý tưởng để mà làm về cái tường rào ốp bằng iPhone này. Và trong quá trình làm ấy thì cũng có thiếu cho nên là gia đình cũng có đi mua thêm. Không những là dồn lại trong cái thời gian sửa chữa điện thoại đó thì gia đình có đi mua thêm để về ốp thì trên cái tường rào này nó có nguyên là 2.000 chiếc iPhone các bạn, 2.000 chiếc vỏ của iPhone. Đây. Bởi vì do cái bức tường này nó nằm thấp hơn so với cái đường cho nên là nhìn nó sẽ không nổi bật cho lắm. Nếu như mà cái tường rào này nó sẽ nằm trên cái mặt đường thì nó nằm lên từ chỗ lưới B40 đấy ạ thì chắc chắn là nó sẽ đẹp hơn. Mình thấy là ốp theo trên thì sắp xếp rất chi là loại nào ra loại đó các bạn. Ví dụ như iPhone 5 thì đi iPhone 5, iPhone 7 đi mà iPhone 7. Rồi xếp theo nhiều hình dáng khác nhau, hình vuông. Độc đáo thật. Có đủ loại luôn này. Hai cái trụ hai bên. Tại do cái tường nó nằm thấp hơn cái đường cho nên nhìn nó không nổi bật lắm. Thôi bây giờ mình cũng tới và mình thấy lạ thì mình quay mình chia sẻ và giới thiệu đến mọi người. Thấy các bạn. Bây giờ mình cũng xin dừng với kết thúc video đây nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong cái clip sau của mình.